được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Singapore cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Ngày nay thì hầu như ngành nghề, lĩnh vực hay là hoạt động nào trong xã hội hiện đại cũng cần tới sự góp mặt của công nghệ thông tin. Và điều gì khiến công nghệ thông tin trở nên quan trọng như vậy? Đó chính là nhu cầu đối với sản phẩm của ngành này vô cùng lớn và ngày càng tăng. Cứ như vậy, từ ngân hàng tới hàng không, từ viễn thông tới cả những lĩnh vực như là an ninh quốc phòng, ở đâu cũng ứng dụng của công nghệ thông tin cũng vô vàn quan trọng. Vì vậy, để vận hành và phát triển các hệ thống và các ứng dụng công nghệ thông tin đòi hỏi một nguồn nhân lực rất lớn và vẫn còn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Bạn có ý định du học Singapore ngành công nghệ thông tin? Thì hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn Học viện FTMS, được thành lập vào năm 1986. FTMS là một tổ chức giáo dục tư 100% vốn Singapore. FTMS là một tên riêng, không phải là tên tiếng Anh được viết tắt. Trường thì luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành một tổ chức giáo dục chuyên nghiệp có uy tín trên thế giới. FTMS có 16 chuyên ngành đào tạo ở các nhóm như là khoa học máy tính, kế toán, kiểm toán, tài chính, tiếng Anh, quản trị kinh doanh, quản trị du lịch và khách sạn. Trường có sự liên kết cấp bằng với các trường đại học hàng đầu của Anh Quốc, giúp cho sinh viên sẽ có được nhiều sự lựa chọn về chuyên ngành và các bằng cấp thì có giá trị khi học tại FTMS Singapore. Chương trình học của Học viện FTMS được chứng nhận chuẩn chất lượng Singapore SQC. FTMS đã nhận được chứng nhận chuẩn chất lượng Singapore bởi một quá trình dài theo đuổi mục tiêu xuất sắc hóa chất lượng giáo dục và dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên. FTMS tự hào nhận được giải thưởng cao quý này, giải thưởng như là một sự đánh dấu, xác thực và về chất lượng, thể hiện sự phát triển không ngừng của FTMS trên hành trình phát triển đến chuẩn mực thế giới. FTMS thì đạt được chứng nhận EduJust về chất lượng dịch vụ giáo dục, thể hiện là một nơi đáng tin cậy về các dịch vụ phúc lợi được chính phủ khuyến dùng và có tiêu chuẩn cao trong các cơ cấu tổ chức như là chính sách học phí rõ ràng, cơ chế hoàn trả, bồi thường hợp lý, nêu rõ cam kết về chất lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục và chất lượng hành chính, hỗ trợ đăng ký nơi ăn trú ở tùy theo ngân sách riêng của các học viên, cơ sở vật chất hiện đại theo chuẩn mực SQC. Việc đi lại từ ký túc xá đến nơi học tập cũng rất dễ dàng, đặc biệt là học viên học chương trình liên kết thì có thể truy cập vào thư viện online của các trường bình thường. Và để tìm hiểu thêm thông tin về trường và được hướng dẫn thủ tục du học Singapore thì bạn vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình chia sẻ về du học của công ty Tân Đại Dương. Đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với em Trương Chí Minh, một du học sinh Singapore. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Minh nhé. Chào Minh. Chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Mình tên là Trương Chí Minh. Hiện năm nay là mình vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Thông tin. Sở thích của mình là lặn và bơi lội. Lặn và bơi lội thì thường thì em tham gia các câu lạc bộ nào? Mình thì thường tham gia câu lạc bộ bơi lội ở Nha Trang. Và sở thích mình thường bơi ở đây thì mình bơi ở hồ bơi Phú Thọ. Vậy thì qua Singapore em sẽ học tiếp chuyên ngành gì? Xin qua Singapore thì em sẽ học tiếp chuyên ngành quản lý du lịch khách sạn. Vậy là mình đổ qua một cái ngành khác. Tại sao em lại không học tiếp về công nghệ thông tin mà chọn du lịch khách sạn? Mình nghĩ gì cái ngành du lịch khách sạn với ngành công nghệ thông tin nó có mối liên hệ với nhau. Chứ Singapore là cái nước mà du lịch là thế mạnh của nó. Thì nghĩ là khi mà qua Singapore học thì mình học được cái thế mạnh và cái cách của nó, cái hướng du lịch. Thường du lịch khách sạn thì chị thấy người ta hay chọn Thụy Sĩ nhiều hơn. Vậy tại sao em lại chọn Singapore? Thứ nhất là cái phí học tập ở Singapore nó thấp hơn tất cả các nước khác. Và Singapore thì nước nó nhỏ. Khi mình đi, mình ở, mình di chuyển từ đây qua một cái nơi nào đó mình muốn á, thì nó dễ dàng. Còn khi mình ở những nước khác thì nếu mà ở trung tâm thì lúc đó thì cái giá ở nó mắc, bắt buộc mình phải ở xa, mà khi ở xa thì mình khi di chuyển nó khó khăn. Cái khoảng cách nó cũng là một trong những cái yếu tố để em chọn Singapore đúng không? Vậy thì cái câu chị hỏi thêm đó là cái cảm nhận của mình khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương như thế nào? Thì khi đến Tân Đại Dương thì em đã biết Tân Đại Dương rất lâu rồi, qua YouTube rồi qua các thông tin. Thì Tân Đại Dương thì em thấy là chuyên nghiệp. Thì em đã làm ở hai nơi. Thì em so sánh thì Tân Đại Dương hay hơn. Cái cách trang trí, cái cách
nhân viên mặc đồ nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Là trong quá trình làm hồ sơ thì mình cũng có tìm hiểu một vài nơi. Vậy em có hài lòng về dịch vụ của Tân Điền? Em hài lòng vậy. Là chị cảm ơn những chia sẻ của mình nha. Và qua xin thì chúc em sẽ học tập tốt và hoàn thành được ước mơ của mình trong tương lai. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe bạn Minh chia sẻ về cái quá trình làm hồ sơ du học Singapore của mình như thế nào. Và để được tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh khác thì các bạn hãy tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.